Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trong sách giáo khoa sinh học 8, trang 28, đề bài như sau. Em hãy cho biết cấu tạo hình ống, nan xương ở đầu xương xếp vòng cung có ý nghĩa gì đối với chức năng nâng đỡ của xương? Như các em đã biết thì xương của chúng ta có cấu tạo từ màng xương, mô xương cứng và mô xương xốp. Xương dài thì sẽ có cấu trúc hình ống, mô xương xốp ở hai đầu xương với các nan xương xếp hình vòng cung. Như vậy cấu tạo hình ống và nan xương xếp vòng này có ý nghĩa gì đối với chức năng nâng đỡ của xương? Cô và các em cùng đi vào lời giải chi tiết. Thứ nhất là cấu tạo hình ống của xương làm cho xương nhẹ và vững chắc, phù hợp với dáng đứng thẳng ở con người. Thứ hai là nan xương xếp vòng cung có tác dụng phân tán lực và làm tăng khả năng chịu lực của xương các em cứ tưởng tượng là nếu như các nan xương xếp thẳng đứng thì lực tác động sẽ xuống thẳng đến gót chân trọng lượng của cơ thể lớn xương gót chân khó có thể chịu được một trọng lượng như thế trong một thời gian dài do đó mà chúng ta có thể dễ bị mỏi đi lại nặng nề nhưng mà nếu như nan xương xếp cong thì lực sẽ theo hình vòng cung ép xuống xung quanh thành xương từ đó thì lực xuống gót chân sẽ giảm đi nhiều và cơ thể của chúng ta sẽ linh hoạt hơn Và người ta còn vận dụng uh, kiểu cấu tạo hình ống của xương cũng như là cấu trúc hình vòm trong kỹ thuật xây dựng để đảm bảo độ bền vững mà lại tiết kiệm được nguyên vật liệu ví dụ như là làm cột trụ hình trụ hoặc là làm vòng cửa vân vân như vậy cô và các em đã trả lời xong câu hỏi thảo luận số 1 trong sách giáo khoa sinh học 8 trang 28